Anh sao hả? Má ơi, dưới cái lưỡi. Đây là phụ huynh mua. Mọi người ơi, ngon quá. Đầu tiên ăn kem. Kem này là kem khói. Rồi đó, xịt rồi. Nhưng mà cái này ít khói quá. Tao có ăn có thở coi. Lại coi. Ăn cái cục khác đi, coi ăn cục khác đi. Ăn coi ăn cục khác đi. Đó đó. Đây nè các bà. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Đúng rồi, xíu nữa mình đốt nha. Xíu nữa mình đốt. Xíu nữa mình đốt. Không, không, cái này nó mở ra, không có cháy được. Thôi ha, đừng đòi hỏi, đừng đòi hỏi. Đừng đòi hỏi về vị trí đi mấy bạn. Nó không có phùng lên tới đó, nó chỉ giữ tới đó thôi.
hiểu rồi, giờ năm nay đâu vui rồi. Wow. Rồi xếp sao cho đẹp đẹp rồi. Mấy đứa xuống đây ngồi chơi luôn. Có ngồi chơi. Trời ơi. Xích vô, xích vô. Thôi rồi. Ê rồi chào đâu. Cái gì? Là lấy đũa cắt hả? Cà lên cà xuống vậy, cà lên cà. Trời ơi, chiên gì, chiên gì. Wow. Dịnh cái hồn lại coi nè. Tấu này, tấu lại rồi. Tâm linh đi. Tất cả tài tài hết luôn, tài giống như là kiểu như là 90% mà còn 10% là vứt đi luôn á tài. Mua nhà xác không có không? Mua nhà xác mua đi. Bây giờ sáng nó quán nhà không ta? Nãy nãy giờ đang suôn sẻ ghê, tiện ngân tới tự nhiên mọi thứ nó cứ đây là các team vô đây anh phải dùng thôi. Trời ơi, trời ơi, hiếp mấy vô đi lắm chưa, một phát một anh em có tâm bình nè, có tâm bình đấy hiện nè, đây có tâm bình đi phát nhanh. Trời ơi, mời đẹp, mời đẹp. Tuy là cắt bằng giấy nhưng mà cũng ngon. Sao không biết nào giờ? Không biết nào, dạ tại vì mọi năm em không được ăn bánh trung thu. Nên là hôm năm nay em được Goli phát bánh trung thu để ăn. Nên em rất là xúc động. Dạ. Em xúc động đến nỗi mà em không thể nói lời. Em xúc động đến nỗi mà em không thể nói lời. Ngon, ăn miễn phí mà. Họ hát miêu rồi, cái đó là bồ ăn đấy. Ngủ là phò ri là ok. Sinh viên đang cô hồn á. Trời ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chào tất cả mọi người, và hôm nay là team Gole của mình chơi trung thu tại phố đi bộ, cũng như là giao lưu các câu lạc bộ quận 4 cũng như là các bạn khác. Và hãy chờ những dịp chơi trung thu sau nha.